nhằm giúp bà con nghèo có thêm điều kiện trang trải cuộc sống. Câu lạc bộ Ánh Từ Quang kết hợp chính quyền địa phương và chùa Linh Ẳng, thị trấn Long Bình vừa tổ chức trao 100 phần quà cho bà con nghèo ở địa phương. Tại chùa Linh Ẳng, thị trấn Long Bình, các thành viên câu lạc bộ Ánh Từ Quang đã lần lượt trao 100 phần quà cho bà con. Phần quà trị giá 350.000 đồng gồm gạo, nước tương, dầu ăn, đường, muối và một cái mền. Tổng đợt trao tặng là 35 triệu đồng do các thành viên trong câu lạc bộ Ánh Từ Quang đóng góp hỗ trợ. Qua đó, các thành viên câu lạc bộ Ánh Từ Quang còn gửi lời chúc bà con luôn mạnh khỏe, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình luôn kết hợp tốt với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đã tiếp nhận và hỗ trợ 730 phần quà cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 296 triệu đồng.